Đủ 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 em mày mày có gì trong đây này, vô vô vô, vô đây coi này. Này này vô đây coi này, vô đây coi này, vui lắm. Đấy, mày thấy chưa, mày thấy sự lợi hại của tao chưa? Thằng chó này, sao mày cứ thích đập vào mặt tao đến nào nhỉ? Cái mặt tao để cho mày đập à? Khuôn mặt đẹp trai của tao mà để mày đập à? Đó, thằng chó này, mày thích đập vào cái mặt đẹp trai của tao hả? Mày nhìn chiêu lăng ba vi bộ của tao này. Đấy, mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Đó, mày thấy chưa? Đó, mày thấy chưa? Đấy, lăng ba vô mộ cho lăng ba vi bộ cái đi. Đủ cái gì thế này, lụm súng lại à? Cái gì mày quay, cái gì mày quay, cái gì mà quay, mày không thấy tao tao đang lụm súng sao? Mày không thấy tao tao đang gom súng lại tao đi tao bán nhôm nhựa sao mà quay cái gì? Đi 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 cái khác đi, cái chân chỗ đây không phải là chỗ để mày quay, tao đập nát cái máy quay của mày ấy. Đi đi chỗ khác chơi đi. Mày không thấy tôi gom súng khổ sở thế này sao mà mày quay để mày bó lưng trước mày lăng mạ tao hả? Đi chỗ khác chơi, không tao bắn để sọ mày đấy. Đi chỗ khác chơi. Tao nha mày quay cái clip mày khinh tao phải không? Tao bán nhôm nhựa xong nha, mày mang tiền đốt nhà mày á. Đi chỗ khác chơi đi. Nhanh lên. Ấy chà chà, mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Để coi mày chạy đi đâu. Chạy đi đâu mà đứng lại không? Đúng không? Tao phải giết mày trừ hại chứ mới được. Mày giết bao nhiêu là đồng bọn của tao rồi, hôm nay tao phải giết chết mày. Ấy mày chạy đi. Mày chạy đi đâu? Ấy chạy đi, chạy đi đâu mày, chạy đi. Chạy đi nào, chạy đi. À đủ. Đủ đủ. Đủ, nó chạy mất rồi. À đủ. Thằng này nó biết thuật dịch chuyển hay sao mà nó mới đây mà nó chạy đâu mất rồi ta. Đủ. Thằng này nguy hiểm thật đấy.